hết bắt chẻ cũ rồi. Tứ cây, có nhiều việc á bắt làm hoài, ngủ một miếng mới được. Để tao ngủ xíu đừng có phiền. Trời, ngủ đã chưa? Ông chủ ơi, ông chủ ơi, sáng giờ con chẻ củi túi cây hết rồi. Tại con mệt quá, con ngồi nghỉ xíu chứ con không ngủ đâu. Trời trời, nó nhắm mắt, nó ngáy khò khò, mà nó nói nó không có ngủ. Ừ? Đây, tiền công hôm nay của cậu, ngày mai cậu không cần đến nữa. Ủa sao vậy ông chủ? Nhà ông chủ còn nhiều việc lắm mà. Thôi, cậu đi đi, để mai tôi mướn người khác nhìn cái tướng của cậu làm biến, tôi nhìn mặt ghét lắm. Ông chủ, nè, cầm cái tiền đó ra coi cái nhà trọ nào đó mướn ngủ cho nó đã, rồi ngủ luôn cũng được, khỏi thức cũng được. Vậy ha. Đây đây ông chủ, ông chủ, sau này tao mày giàu lên có tiền có quyền, tao cho người tới đập nát cái nhà này luôn.